Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh cặp đực ha. Đó thì đập cặp đực này thì có một con bò bê. Đó con bò bê này nó chuẩn bị cái độ nguyên lực nên khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó bò thì 8 tháng, 8 tháng rưỡi bò hết trơn rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy cặp đực này liên hệ số điện thoại để tung hình. Đó con bò bê thì pin lực dữ dằn luôn. Đó thì nói chung thì em báo giá là chung cặp luôn nha. Còn bà con nào muốn mua lẻ thì mua lẻ ha. Đó thì cặp đực này thì nhà bán giá là 34.500. Đó 34.500 là bao ship cho bà con ở nhà luôn, dòng 200 số ha. Đó còn bà con nào muốn mua lẻ thì đó mua lẻ thì điện cho em sẽ báo giá lẻ luôn. Đó, bán lẻ thì 17.500 con cô chú chị. Đó 17.500 con ha, còn mua cặp thì giá là 34.500. Đó là giá này giá là bò ship của chú chị. Đó bò chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì cũng con bò bê chiều cao nó thì dao động khoảng mét 15 bò của chú chị, 15-16 đó. Đó mét 15-16 bò ha, nhưng mà nói chung thì báo dịch lại cho bà con mình phân là mét 14-16 bò đi. Đó con này thì tướng tá cấp mình nó rất pin lực của chú chị. Đó còn cái con pháp kem. Đó con pháp kem đó thì nói chung thì nó dòng F2 ha, nhưng mà nói chung thì hiện tại nó đang lửng lông luôn cô chú chị. Đó con đó chiều cao là 1m10 gần 1m2 bò đó. Đó 1m18 tới 1m2 đi. Đó 1m18 tới 1m2 bò ha. Đó nhưng mà em nó rất dày bò luôn, độ pin lực thì khỏi nấu luôn. Con nào lấy chân cẳng nó đứng rất khéo luôn cô chú chị. Đó bà con nào mình nâng một cặp mình bắt một cặp ha, còn muốn mua lẻ thì bên em sẽ bán lẻ luôn. Đó một cặp thì giá là 34.500, còn lẻ thì 17.500 con cô chú chị. Còn ai muốn bắt nào bắt ha. Đây trước tiên quay con ba bê nè, ba bê thì cái độ pin lực tướng tá dài đòn khỏi nấu luôn, chân móng là chân móng sò em nó cái dàn dài nó hết biết luôn. Hai con bò này nói chung thì dạng bò kiểu không cực gì. Đây ba bê cái dàn đít của nó, đó cái dàn dài nè. Em nói dài là dây đầu cái dàn dài cái hết biết luôn cái gì. Đây mặt mày nè, đó mặt nè, mặt là mặt bự mặt cục mặt cứng gì thấy không. Đó chân móng nè, không ốp xe là xuống rúng xuống luộc gì ha. Đó rúng nè. Đây chân sau nè. Chân lưng bò bê này tướng tá nó dài đòn khỏi nấu luôn cô chú về. Đó tướng tá dài đòn khỏi nấu luôn. Nó vô tàn là bò tàn nè. Đó dần dài nè. Đó mua lẻ thì con nào cũng 17.500, một cặp thì bắt hết một cặp thì 34.500. Đó bà con mình đứng cặp thì bắt cặp ha, còn mua lẻ ha. Đó còn con cá kem nè, con kem này thì chiều cao gần 1m2 bò cô chú chị. Đó mặt thì cũng mặt bự mặt cục nè, cổ thì cổ vắng cô rô nè. Đó mặt mày cô chú thơm. Đó mau chân móng nè. Đây được con cá chân cẳng đứng rất khéo luôn cô chú chị. Tướng tá rất dài đòn luôn. Đây cái dàn đít của nó. Đó em nói chung thì nó rụng, hiện tại thì nó đang rụng long long luôn cô chú chị, nó rụng long nó nhuyễn lại nhuyễn nhừ luôn, đang đổ long luôn ha. Đây cái độ cái dài của nó nè, mấy cái dần dài của nó nè cô chú chị. Đó là dần lưng dần dài của nó nè. Đó em đã hết biết rồi. Đó lưng dài thì khỏi nói luôn cô chú chị ạ. Mấy cái dần dài dần lưng của nó hết biết luôn. Nó tướng phá cấp mình nè. Đó đít nè. Dài quá nè. Hết dài đẹp. Tướng tá dây bò luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó thì ưng mình nó mua ha. Đó thì mua hết một cặp thì giá là 34.500. Đó còn mua lẻ thì giá là 17.500. Con nào cũng 17.500 cô chú chị. Đó giá đó thì cũng bao ship luôn ha. Đó thì nói chung là tiền nào cũng nấy, những con bò pin lực tướng tá pin lực thì giá tiền nó khác cho chú chị. Tuy rằng những chứ không phải mà em nói con bò lùng nó mắc tiền, con bò cao nó nhiều tiền cũng không có. Nó tuy rằng những con bò nó cao mà giá tiền nó rẻ. Đó chứ không phải mà con bò cao mà giá tiền nó mắc đâu cô chú chị. Hai con này là dai là bao lâu? Con nãy tướng tá nó dai là dai đôi không á. Con bò bê thì tướng tá cấp mình rất hay bò luôn. Đó thiệt ưng mình nó mua ha. Tướng tá cấp mình đít nở dây nở con ba bê này thì dòng F1 thôi cô chú chị. Đó còn con pháp kem thì dòng F2.
ta hết biết con bò đó, đít nở dây nở ha, không ba bê này thì chung bông đó, bông đít bông ý bông đuôi với bông rúng dàn đít em nó hết biết cái dàn đít đó, dàn dài mấy con nào mấy cái dàn dài hết con nổ luôn của chú thiệt con pháp kem này, kem mới dàn dài cái hết biết lưng cái đít nữa mà đó, tướng ta cấp mình nào mấy tướng ta dài đòn luôn đó. Thì hình ảnh gì giá cả cộng đình này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó, thì bà con nào ưng mình xem tu tới tu luôn xem cho kỹ đi, chừng nào thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì cặp đực này giá là 34.500, đó giá 34.500 là bao ship luôn rồi. Thế bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.